chiều cuối tuần mưa bay lất phất và mây trắng răng răng. Em đến thăm anh và vì mưa mãi nên không kịp về. Bên em anh lặng nhìn màu trời qua đây mắt mộng. Sợ người yêu khóc khe khẽ bên tai anh kể chuyện ngày xưa. Chuyện xưa kể rằng trên tiên giới ấy ngày vui kết hoa đăng. Thiên quốc đang vui thì một nàng tiên lỡ làm rơi ly ngọc ngà. Đang say nên trời bèn quả đầy nàng xuống dưới trần gian. Làm người dương thế không biết bao lâu mới cho quay về trời. Em ơi nàng tiên ấy xuống dương trần một chiều mưa bay. Và vì thương đời lính, thương kiếp sống phong sương, nên dù rằng một hôm thiên sứ trời sai gom mây hồng làm xe đưa tiền. Tiền nói dối, tiền còn đang giận trời và tiền không về đâu. Nàng tiên dáng trần không đôi cánh trắng giờ đang ngắm mưa rơi, đang đứng bên anh thầm cầu mưa mãi cho tiên đừng về. Em ơi lỡ mà trời gọi về thì tiên nữ về không. Mỉm cười em nói tiên thích dương gian với chiều mưa thật nhiều. Nàng tiên dáng trần không đôi cánh trắng giờ đang ngắm mưa rơi, đang đứng bên anh thầm cầu mưa mãi cho tiên đừng về. Em ơi lỡ mà trời gọi về thì em có về không. Mỉm cười em nói tiên thích dương gian.